gió đông dùng dục thổi mạnh, lạnh cả đất trời, lạnh đến cả tâm can. Làm gì mà lạnh cả tâm can vậy cậu? Có người mua mắm từ miệt bảy núi đem về, chắc là tặng cho người tình chung mất rồi. Tao đập một cái búa mất dịch vật bây giờ nha. Tao lao không vậy à? Chứ bịch mắm Thái treo dưới ghe đâu mất tiêu rồi cậu? Tao ăn hết rồi chứ đâu. Trời, cậu có thích ăn mắm Thái bao giờ đâu. Hèn chi, con cứ thắc mắc, lâu lâu mới ghé vào bảy núi là chú Tư mua mắm Thái liền. Thì ra là mua cho người ta nha. Ủa, mà người ta là ai? Sao chú Tư giấu kỹ vậy? Tao đâu có làm gì đâu có ai. Con đừng có nghe cái thằng quỷ này phải không? Nó nói tào lao không à. Trời đất ơi, cậu Tư giấu kỹ lắm qua ơi. Anh còn không biết người đó là ai nữa. Chỉ biết á là ở cái miệt này thôi. Tao biểu em đây nha. Ở miệt này, hổng lẽ là vì Ba Sa hả anh Tốt? Mày nghĩ sao mày nói bà chằn Ba Sa đó? Tao gặp bà là tao ngán ăn cá Ba Sa muốn chết luôn rồi. Cái gì? Trời trời ơi. Ủa gì ba? Ông nói ai à, ngán? Hả? Ai bà chằn chứ? Bà công nhận bà linh thiệt á nghe. Bà mà chết một cái là bà linh lắm à. Chú tôi hả? Nè, ông mới nói xấu gì gì đó con? Dạ đâu có gì đâu, tại tụi con nhắc gì ba thôi à. Hai người thiệt già đầu hai thứ tóc rồi, mẹ gặp nhau là gây lộn hoài như con nít vậy. Ôi trời, hay ta, con dựng cũng nhanh ghê đó. Con tính chừng nào khai trương quán quá? Chắc hai ba bữa nữa gì. Con còn đi mua tô với dĩa nữa. Vậy hả? Có gì để dì dẫn đi. Dạ. Dì biết trên chợ có chỗ bán tô bán sỉ rẻ lắm. Dạ con cảm ơn dì. Nãy giờ tôi thấy anh Hoa nạt hoài đó ngang. Vậy mà ăn tép hoài à. Mặt bài xanh như đít nháy rồi đó. Lo đi khám bệnh khám quản gì đi à. Để lâu không đó. Có tốt đâu á. Anh hai coi lên bệnh viện khám coi bị cái gì. Bệnh kinh niên. Lâu lâu là nó vậy đó. Coi vậy chứ không sao đâu cô ba ơi. Trời đất ơi, tôi nói tắm đêm á. Tắm đêm á coi chừng cái phổi đó. Biết không? Anh hai ơi, anh lớn rồi đó nghe. Đừng có ý ý. Mình không có còn trẻ nữa đâu. Hay em thấy như vậy, anh lên bờ ổn định đi, khỏi phải ngược xuôi sông nước nữa. Tôi sống lên đên trên sông nước quen rồi, giờ lên bờ thì không khác gì giết tôi chết. Bây giờ tạm thời con qua thì sáng nó ra chợ nó bán, rồi chiều nó về đây nó bán với tôi. Rồi chừng nào tôi hết bệnh thì nhổ ghe đi tiếp. Sống cái đời thương hồ này á, tuy hơi cực nhưng mà nó dễ sống hơn. Lên bờ á buôn bán chưa chắc gì quen à. Nhưng mà con thấy mình lên đên hoài cũng thiệt thòi nhiều thứ. Không có được đi học. Hồi đó con với anh Tốt cũng phải nghỉ học. Ôi, đọc cho đã rồi cũng đi kiếm việc làm, kiếm tiền để sống thôi. Hai đứa bay bây giờ buôn bán thì kiếm tiền cũng như mấy đứa đi học vậy đó. Ta nói lý sự cùng mà cứ nói ra, nói không có lọt lỗ tai mà cứ nói hoài. Con qua nó nói đúng đó, thiệt thòi nhiều thứ chứ bộ. Tôi thấy thiệt thòi gì đâu, cũng bình thường. Cơm ngày hai bữa, quần áo mặc tối ngày, sống hoài chừng nào chết thôi. Đó. Ngày xưa ai mất vợ quên rồi hen. Tốt à, con cũng tính tương lai lên bờ đi. Tụi con gái khó ai mà chịu lấy chồng sống lên đên trên sông nước đâu. Con cứ lên đên đi, rồi ế già giống ổng đó. Cháu tôi, ai mượn mà lo cho nó. Hồi đó người ta không có chịu chú Tư là do người ta ở trên bờ. Còn thằng Tốt nó cưới vợ cũng hoàn cảnh như nó. Có gì đâu mà cô ba phải lo dữ vậy. Tốt. Dạ. Hai đứa bay cưới đi. Tao cho cái ghe đó đó. Rồi ra riêng làm ăn. Ủa ba với chú Tư nói gì vậy? Thì tao nói hai đứa bay đó chứ chuyện gì, ngộ không? Hai đứa bay lớn hết rồi, lo cưới hỏi đồ đi chứ, còn sanh con để cháu đồ nữa chứ. Mấy ông bạn của tôi á, bây giờ đều đã lên chức ông nội ngoại hết rồi á chú Tư. Tôi thấy năm nay cũng tốt. Hình như hợp tuổi hai đứa này nè. Không ai cưới luôn đi tụi con. Dì ba, trời dì ba cũng chọc con nữa. Còn với anh Tốt có gì đâu. Tôi mệt mọi người quá. Vậy đó, mắc cỡ thôi. Trời ơi, tao đi guốc trong bụng tôi bay mà. Tốt à. Dạ. Chú là chú chấm mày là con rể rồi nghe. Mày không có được tôi tưởng lén phén với lại đứa con gái nào hết nghe chưa. Anh khỏi có lo chuyện đó đi. Thằng này nó giống tôi thiệt đó. Gái đẹp cỡ nào nó cũng có nhìn đâu. Nó nhìn ai rồi là nó nhìn một người một à. Nó giống tôi. Giờ ông táo về. Ngái ngông, ngái ngông, ngái ngông.